Kính thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta quy tụ ở nơi đây giống như một ngày hội lớn. Dù là anh chị em giáo họ Vĩnh Lộc B nằm ở rìa cái miền đất Sài Gòn này, nhưng mà ngày hôm nay đang tập trung rất là đông, có giáo mục nha, linh mục nha, nhiều linh mục, rồi có nhiều dòng nữa đó. Rồi có cả những người buôn bán lớn, doanh nhân ở các nơi cũng ngày nay tập trung về đây. Anh chị em thấy đây là một cái cuộc quy tụ, mà tất cả mọi người đến đây là vì yêu mến anh chị em. Cách đây mấy ngày, khi nghe tin là tôi sẽ về dâng lễ tại cái giáo điểm Vĩnh Lộc B này, thì có người nói rằng thì là chỗ này chưa được phép chính thức, cho nên tổng giáo mục đừng có về. Tôi bảo thì là tôi chẳng biết là chính thức hay không, mà tại đây có dân đông lắm, có rất nhiều dân. Dân ở đâu rồi tôi mò tới đấy thôi. Dân đang sống ở đây vất vả lao động, tôi tìm đến với anh chị em. Và quả thật lần này thì ra không ai mời tôi cả, tôi xin được đến với anh chị em. Rồi các cha khác, các nữ tu, các tu sĩ đến với anh chị em. Bởi vì anh chị em là những người cần được yêu thương. Tôi muốn dùng cái hình ảnh này để cho thấy cái tình thương của Thiên Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng có một đấng đến với chúng ta, yêu thương chúng ta. Chúng ta không có mời Ngài đâu, nhưng mà Ngài đến, tự động Ngài đến thôi. Con Thiên Chúa, ngôi lời của Thiên Chúa đến với chúng ta, bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Ngôi lời, con Thiên Chúa đã trở thành một con người. Đấng là vô hình đã trở thành một con người hữu hình, có thân xác, có cuộc sống như chúng ta, để ở với chúng ta. Chúng ta hỏi tại sao mà Chúa lại phải mất công xuống thế làm người như vậy? Tại sao Chúa ở trên trời, Chúa phán một lời là có tất cả mọi sự. Chúa phán một lời là chúng con khỏi bệnh. Chúa phán một lời chúng con được ơn tha tội. Chúa phán một lời chúng con có tất cả. Tại sao Chúa đến trong trần gian làm gì vậy? Chúa phán một lời chúng con phải theo. Thưa anh chị em, nói thì như thế mà nhưng mà không đơn giản như thế đâu. Trong bài đọc thứ hai chúng ta thấy lời tác giả thư do Thái nói làm sao? Thuở xưa nhiều lần nhiều cách Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy chúng ta. Nhưng mà tới thời nay này, lúc này này, thì Thiên Chúa sai con của Ngài đến với chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì dùng nhiều lần nhiều cách khác nhau nhưng mà thất bại. Thất bại nên cuối cùng rồi phải cho con của Ngài đến với chúng ta để chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Anh chị em biết được cái vùng Bắc Cực ấy, hay có cái cơn bão tuyết. Có người họ kể chuyện lại thế này này, tôi đọc ở trong chuyện thôi. Ông tôi đang ngồi trong nhà kín đáo, có máy sưởi, rồi nhà có khung kính, ô kính này. Ông nhìn thấy ở ngoài kia là bão tuyết. Một đàn chim vì gặp bão như vậy cho nên tìm chỗ để mà tránh né, né tuyết, tránh tuyết. Thì thấy nhà của ông sáng cho nên là cứ thế mà lao vào thôi. Mà cứ lao vào thì đập đầu vào kính. Đấy, lao vào đập đầu vào kính. Ông ngồi trong, ông không biết diễn tả làm sao để cho đàn chim biết lối. Ông bảo thôi, xuống chỗ kia gara, ông mở lối đó, chui vào đó. Thế đây là kính không vào được. Ông cứ chỉ tay này, mà đàn chim không hiểu. Ông cứ chỉ mãi không hiểu, mà ông ra ngoài thì không được, bởi vì ra ngoài thì chim nó lại chạy, nó bay mất. Cho nên ông cứ làm dấu hiệu, xuống kia, không hiểu, thất bại. Ông bảo này, giả sử mình có quyền phép, thì mình sẽ trở thành một con chim, bay ra làm con chim đầu đàn, tìm cách dẫn nó đi vào gara. Mình bay vào gara thì những con chim khác, con chim khác cứ thế mà bay vào gara thôi, nó bắt trước mình. Thế anh chị em, câu chuyện hay lắm. Ngày hôm nay Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đến ở với chúng ta.
Tại sao vậy? Bởi vì ngày xưa nhiều lần nhiều cách Chúa dùng các tiên tri dạy dỗ chúng ta mà loài người không hiểu, không hiểu, thất bại, cứ theo đàn xấu mà đi, cứ sống theo ích kỷ thôi, lạc đàn. Cho nên cuối cùng rồi làm sao? Chúa Giêsu phải trở thành con người thôi. Cũng như ông kia, ông mong muốn trở thành con chim để dẫn đường, thì Chúa Giêsu đã trở thành con người đi vào trong trần gian này để dẫn đường chúng ta. Chúa vào trong trần gian, Chúa sinh ra như tất cả mọi em bé trên trần gian này. Thì Chúa cũng lớn lên giống tuổi thiếu nhi chúng con. Ngày xưa thì chỉ khác cái Chúa không đeo khăn quàng thôi. Chúa còn Chúa y hệt như chúng con. Rồi lớn lên thành người trưởng thành. Rồi sau đó Chúa đi giảng đạo đó. Rồi khi còn đang bé đó, thì anh chị em thấy đó, Chúa cũng đã sống cái cuộc đời của một di dân. Anh chị em ở đây tự nhận mình là di dân phải không? Cái người di dân đầu tiên trong giáo hội là ai? Là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là di dân đúng không? Đức Mẹ sinh ra Chúa Giêsu đang trên cái con đường đi đường, đang trở về quê để khai báo hộ khẩu, đăng ký nhân khẩu. Thì trên đường đi thì Đức Mẹ sinh con. Rồi sau đó vua Herodê tìm cách để mà bắt Chúa Giêsu. Thì Thánh Giuse và Đức Mẹ đã đưa Chúa Giêsu đi đâu? Đi sang Ai Cập. Chúng ta di dân ở đây mới là từ Bắc từ vào Nam, từ Trung vào Nam, từ miền Tây lên Sài Gòn. Còn kia là di dân ra nước ngoài cơ, di cư ra nước ngoài, từ nước Do Thái ra đất nước Ai Cập. Rồi lại từ Ai Cập mà trở về. Mà anh chị em thấy rõ rồi, hơn ai hết chính anh chị em hiểu cái cuộc sống của Chúa Giêsu ở bên Ai Cập làm sao. Di dân mà vất vả lắm, Chúa Giêsu cảm nhận hết. Rồi bao nhiêu những nỗi đau khổ trong cuộc đời của chúng ta, Chúa Giêsu cảm nếm hết. Đau khổ, thất bại, rồi thì bị bỏ rơi, bị phản bội, rồi cuối cùng cái chết trên cái thập giá, Chúa Giêsu trải qua hết, nếm hết. Để làm gì? Để dẫn đường cho chúng ta. Chúa Giêsu muốn nói chúng ta rằng khi chúng ta sinh ra thì nhìn vào Chúa, Chúa sinh ra như vậy đó. Rồi khi chúng ta sống cái cuộc sống ở trần gian này, chúng ta làm ăn vất vả, nghèo khó, Chúa Giêsu cũng nghèo như vậy đó. Rồi chúng ta ốm đau bệnh tật thì không biết là Chúa Giêsu có ốm đau bệnh tật không, nhưng mà Chúa đã chữa cho những người ốm đau bệnh tật. Chúa hiểu chúng ta. Chúng ta di dân, Chúa hiểu chúng ta. Chúng ta phải chịu đau khổ, bị phản bội, những đau khổ trong tinh thần, Chúa Giêsu cũng chịu như chúng ta. Và Chúa chỉ cho chúng ta cái cách phải làm sao. Rồi cuối cùng Chúa phải chịu đau khổ, chịu đóng đinh trên cây thập giá, Chúa phải chết, thì Chúa cũng chỉ đường cho chúng ta phải chịu đau khổ như thế nào và phải chết như thế nào. Chúa làm người dẫn đường cho chúng ta. Vậy thưa anh chị em, tất cả chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Chính vì chúng ta, vì muốn dẫn đường cho chúng ta, vì chỉ lối cho chúng ta mà Chúa Giêsu mới đi vào trong trần gian này. Nhưng mà không phải Chúa chỉ nói đâu, Chúa sống thật như chúng ta, để chúng ta bắt chước Chúa. Nhìn vào hài nhi Giêsu này, để suy gẫm phúc âm này, nhìn vào thánh giá Chúa này, xem cuộc đời của Chúa Giêsu làm sao, để chúng ta bắt chước đi theo Chúa. Và trong bất cứ một cái tình huống nào, anh chị em hãy tạ ơn Chúa, bởi vì chính Chúa Giêsu hiểu chúng ta. Chúa Giêsu cảm thông với chúng ta. Chúa Giêsu chia sẻ kiếp người với chúng ta. Và Chúa Giêsu nâng đỡ chúng ta. Anh chị em mới tạ ơn Chúa. Lâu lâu anh chị em có một người đến thăm, anh chị em cảm thấy vui lắm. Lúc nãy trước khi về đây, tôi ghé vào giáo điểm Francisco, thì anh chị em ở đây cũng vui lắm, bởi vì có người đến thăm. Anh chị em hôm nay bao nhiêu người đến thăm nhé, nhất là Chúa Giêsu đến thăm anh chị em. Và Chúa ở lại với anh chị em, mà lại trong gia đình anh chị em. Chúng ta vui mừng và tạ ơn Chúa. Chúng ta hãy đón nhận Chúa. Nhưng mà muốn đón nhận Chúa thì phải làm sao? Bởi vì Chúa đến với chúng ta trong cái thân phận nhỏ bé như thế. Cho nên chỉ có những ai có tâm hồn nhỏ bé mới nhận được Chúa thôi. Đọc trong phúc âm chúng thấy làm sao? Vua Herodê đâu có nhận ra Chúa đâu. Rồi mấy cái ông thầy thượng tế
những người công chính Pha-ri-siêu ấy đâu có nhận ra Chúa đâu, tìm cách bắt hại Chúa rồi khác. Rồi những người giàu có ngày xưa đâu có nhận ra Chúa đâu, chắc là chỉ trừ mấy ông bà doanh nhân này có tiền nhưng mà có tâm hồn, may mà có tâm hồn nghèo khó mà nhận ra Chúa đấy. Còn tâm hồn mà giàu có một tí thôi cũng đuổi Chúa đi luôn đấy. May mà đang ngồi đây đó, là những người nhận ra Chúa. Mà muốn nhận ra Chúa thì phải có tâm hồn nghèo khó, tâm hồn nhỏ bé, tâm hồn khiêm nhường. Trên ngày xưa bao nhiêu những người quyền quý, giàu có, công chính, đạo đức, những thượng tế đâu có nhận ra Chúa đâu, tẩy chay Chúa. Nhưng mà mấy cái đứa mục đồng chăn chiên, di dân đó, nhận ra Chúa, đến thờ lại Chúa. Thiếu nhi nhận ra Chúa đó. Rồi ba vua, gọi là vua nhưng mà những người trí thức thông minh, nhưng họ có tâm hồn khiêm tốn, họ nhận ra Chúa. Rồi khi Chúa đi giảng đạo vậy, những người nghèo nhận ra Chúa, những người ốm đau bệnh tật nhận ra Chúa. Còn những ai tự phụ, tự đưa mình lên không nhận ra Chúa đâu. Vậy thưa anh chị em, trong ngày lễ Giáng sinh hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa. Chúa đến ở với chúng ta, Chúa đã trở thành một con người và ở lại với chúng ta. Anh chị em tin như thế đấy. Chúa đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, trong mọi tình huống, trên mọi bước đường. Có Chúa ở với chúng ta, đó là cái sự an ủi lớn nhất đối với chúng ta. Và anh chị em hãy bước theo Chúa. Chúa trải qua hết rồi, Chúa nếm trước chúng ta rồi, Chúa sống làm sao chúng ta cứ đi theo Chúa. Và chúng ta tin chắc chắn rằng cuối cùng của cuộc đời chúng ta sẽ được hạnh phúc đích thật. Mà ngay cả bây giờ cũng vậy, chúng ta cũng nhận được sự bình an, niềm vui, tình yêu trong cuộc sống. Xin cầu chúc cho toàn thể anh chị em ngày hôm nay mừng lễ Giáng sinh, và trong mùa Giáng sinh này cũng như trong suốt cả cuộc đời chúng ta, chúng ta có tâm hồn nhỏ bé, tâm hồn nghèo khó để nhận ra Chúa đến trong cuộc đời. Chúng ta đón Chúa vào trong tâm hồn chúng ta. Và nhờ có sự hiện diện của Chúa, cuộc đời của anh chị em được bình an và hạnh phúc. Xin chúc mừng Giáng sinh đến tất cả mọi người anh chị em. Amen.